đâu rồi. Đúng không? Đó đó. Mét 2 hơn. Cặp á. Cho nó chạy vòng vòng hả? Không không, nó nào lại đi nó đứng ở ngoài giòn chứ không có con. Cho gần hả? Không được rồi, được. Nó chưa được. Nó dính dữ dằn lắm đấy thôi. Chắc xin tiền mấy ông mày nè. Chú, nó nói. À. Cấp bên bãi biển á, cấp mấy bạn khách du lịch ôm mình chụp hình rồi đó. Con gà nó kệ nó. Thấy nó ăn. Ăn ngon quá giờ nó ăn đút nó mới ăn, nó không có tự ăn. Kìa chú ơi, đi đây không khỏi kìa thằng công. Biểu diễn làm người lột rồi cái nằm ngửa vậy nằm úp lại đây nằm úp lại đưa cái đầu lên đó đầu lên bỏ bắt nó nào vậy anh đồ quá đẹp quá ngầu trong biển cái này ăn cái con mà mình ăn cái con mà em đi ra tao vô lội chung nó có gì vậy á sao lưng nha. Trời ơi, ông Châu Lâm. Cái này là sao mà quá được nó mà. Hôm qua biết chị mua bán khai thác. Chỗ này ta cấu câu lắm mà. Không để đây luôn nè. Đẩy ra một lần nữa. Trời nó đuối quá. Bỏ con. Lần lên. Nè nè, chuyện nó biểu diễn nó lộn rồi. Lộn lại, lộn lại đây. Lộn lại, lộn qua. Lật ra. Lật nữa lại. Lật nữa qua đây. Lật nữa đó. Không diễn đâu hả? Bây giờ có diễn không hả sư phụ? À có. Đây. Né khung hình giùm em cái nha. Né khung hình giùm em nha. Từ từ ăn chưa 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 chưa. Rồi thả đi. Rồi xuống đi nha. Về dọn nghe về nhà nghe. Không ai vào đâu về cho nó thủ đi. Đâu lỗi nhanh nó bẻ mà.